Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 14 tháng 11 năm 2020. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa rải rác, nhiệt độ từ 10 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 12 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa, có nơi mưa vừa, phía Nam có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ.